Ok, và hello anh em nhá. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế gì đây và anh em thấy gì đặc biệt không? Chúng ta sẽ có một tựa game mang tên là Dragon City 2 anh em ạ. Vãi nồi ạ, không ngờ có tựa game này luôn anh em ơi. Thì mình tải ở ở trang game hay vl.io anh em ạ. Anh em phải đến thử tìm cái game này và tải đấy nhá. Thử xem nào nhá. Thì ở trên Google Play không có anh em ơi. Cho cùng vào xem nhé. Chơi nào. Rồi, chúng ta sẽ có tiếng nhỉ, cái game này có tiếng không ta? Game này hiện tại nhưng không có tiếng à? Rồi, thì chúng ta sẽ bật tí tiếng lên, bật tí music lên anh em nhá. Bật xin in music. Rồi, ok, play now. Đầu tiên là anh em hãy để tuổi của anh em lên đấy trước, xong rồi anh em sẽ vào game. Chỉ chắc là được. Tôi đoán đoán là vậy. Dragon City phần 2, rõ ràng đây là không phải là một tựa game khác mà là tên nó chính là Dragon City 2 anh em ạ. Ảo ma thật. Ôi, đồ họa có vẻ đẹp hơn. Có phải đến từ nhà phát hành không? Chắc chắn đây. Dragon City 2 này. Ui, đồ họa đẹp hơn anh em, đồ họa 3D ạ. Welcome Dragon City 2. Đây là cái hòn đảo của bạn. Và chúng ta sẽ đây là cái nơi để breeding ạ anh em ơi. Ố đây. Con lửa này anh em. Con này đúng con lửa nhưng phiên bản 3D anh em ạ. Và con Terra anh em ơi. Ui, đẹp đồ họa đẹp thế. Giờ speed up này. Ok, ui đẹp thế. Em sẽ đồng một quả trứng anh em ơi. Khá là phê anh em ạ. Ui, đẹp nhờ. Nó là 3D mà. Rồi, cho sẽ cho lên đây up này. Nó chuyển hình sang giống như kiểu là Dragon Mania Legend à. Nhưng mà đồ họa đẹp hơn Dragon Mania Legend. Đó. Chúng ta sẽ được một con Flaming Rock. Ồ, đúng rồi, cái này không phải không thể nào mà là từ game khác được. Dĩ nhiên tổng cộng sẽ có tất cả 99. Ồ, cái này hơi ít rồng ta. So với là hơn một loài hơn 1.000 rồng ở trong Dream City anh em ạ. Dream City 2 thì mới chỉ có tầm khoảng 99 loài rồng thôi. Hy vọng sau này sẽ update thêm không. Đấy, Fish. Đó, cũng là cho ăn cà chua này. Anh em thấy không? Cái này đã được mốt rồi, anh em có thể cho ăn thoải mái để nó tiến hóa lên ha. Mình muốn cho bọn này lên thì như thế nào? Rồi, chúng ta ấn vào đây nhá. Chúng ta sẽ breeding cái gì đây? Con này sẽ tiến hóa thành con Terra Terra Candy à? Evolution. Ok, tiến hóa nào bạn, đẹp thế nhở. Duyệt, game này duyệt đấy anh em ạ. Cực kỳ là duyệt luôn. Tôi duyệt luôn game này. Chúng ta sẽ có Terra Rock. Con mới hả? Đây, Terra Rock này anh em ơi, thấy chưa? Nhìn trông được à? Cho đi đánh nhau thôi, đánh nhau để kiếm game anh em ạ. Boss fight à? Battle. Đây là hiện tại chúng ta đang có 3 con nhá. 3 vs với 3 chăng? Không ạ anh em ạ. Ui con gì đây? Nhưng mà nó hơi lag anh em ơi. Con gì này anh em? Vẫn sẽ là Boulder và Flaming Rock. Một đòn. Chết luôn ạ. Ảo ma thật, cái này nó chưa hiện hết lên anh em ơi. Hay có khi tôi phải cài lên cái điện thoại thì chắc là mới ok ha. Chứ chơi này hơi hơi lag. Thật sự là chơi này là hơi bị lag lag anh em ạ. Nó không được quá mượt đấy. Rồi sau khi đánh boss thì nó sẽ hiện lên cái khu vực mới này cho chúng ta. Đâu. Nó ra cái gì đấy? Op à? Op để op để mở khu rừng anh em ạ. Tiếp tục là mở khu rừng nhá. Được đấy nhờ, shop này. Chúng ta sẽ chơi save farm này. Chuẩn bài luôn. Active này. Nó đang trồng trồng food anh em ơi. Nó bắt mình breeding cái gì? Breeding nhiệm vụ mình không biết là nhiệm vụ nó bắt mình làm cái gì luôn. Từ từ đã. Clear đi. Clear đá các thứ đi. Rồi, chúng ta kiếm thêm được cái orb anh em ạ. Nhiệm vụ của nó bắt mình làm gì nhỉ? Breeding Flame với Terra anh em nhá. Bây giờ ta sẽ breeding Flame và Terra. Flame Terra thì tôi breeding rồi mà. Flame. Con nào nhỉ? Con này. Với con Terra này à? Ok, cũng được anh em ạ. Game không phải giảm, game không giảm anh em ơi. Quá ngon luôn để chúng ta có thể đấy được. Rồi, ok, cho thêm quả trứng à. Nó hơi lag, thật sự là hơi bị... Đây, quả trứng mới đây anh em ơi.
chúng ta sẽ được một con mang tên đó chính là Volcano anh em ạ. Volcano là con núi lửa. Đó, đẹp lắm, đồ họa này rất là đẹp anh em ơi. Mỗi tội là hơi bị lag tí. Mình đã có 5 con. Bây giờ tôi cho ăn lên, cho tiến hóa lên này. Cho anh em xem nhé. Find out. Ok. Nữa, tôi sẽ cho bọn nó lên cấp đấy anh em ạ. Những cái khu vực này nó đang bị kiểu là ấy. Ở đây có quả trứng rồng này. Ảo chưa, đầu tiên tôi cho con này ăn lên nhá. Giờ tiến hóa lên cái, xem tiến hóa lên nào. Flamingo. Ồ, chưa tiến hóa đâu. Level 8 này, level 10 của tiến hóa này anh em. Anh em tin không? Ơ, chưa tiến hóa à? Bao giờ tiến hóa ra? 20 à? Tôi cần candy à. Cần candy để tiến hóa anh em ạ. Chứ có thể cho này ăn lên để nó lên cấp thì rất là khỏe. Nhưng mà tôi thiếu candy à. Candy không kiếm được kìa. Cái này chỉ có mốt thức ăn và thức và vàng thôi nhá. Ví dụ dòng lửa của mình có lên ở đâu. Tôi cần candy à. Candy kiếm ở đâu ra đây. Tôi cần một, ít nhất là một viên candy à. Ít nhất là một viên candy để nó lên à. 3 này. Volcano. 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. Ít nhất là cần một viên candy anh em nhá. War complete. Candy kiếm ở đâu ra bây giờ nhỉ? Đấy, đây là cái shop này. Tôi muốn mua candy thì mua kiểu gì? Decoration. Đây là các cái môi trường này, cái này cái building này. Special offer này. Bán candy luôn ạ, cái này chỉ bán game thôi ạ. Candy kiếm đâu ra đây? Làm sao để kiếm candy nhỉ anh em? Không biết là luôn đấy. Visit the earth. Ôi ôi. Đây này. Traveling, chúng ta sẽ tới cái hòn đảo của the earth anh em ạ. Ok. Đây là hòn đảo của the earth, ảo ma thật sự luôn. Ui. Rộng thế nhỉ? Không lấy được luôn ạ. Đây hòn đảo của ông Dios rồi. Cái này không phải đảo của mình anh em. Chịu. Cho nó trở lại với cái hòn đảo chính gốc của mình thôi. Ok. Đây rồi, đây hòn đảo gốc của mình đây anh em. Collect này. Chắc tôi phải đi đánh boss là để kiếm thêm trứng rồng cũng như là kiếm thêm mấy thôi nhỉ. Đây ông Dios, đây ông Dios là hẳn một con rồng luôn anh em ạ. Ảo nhờ. Là bây giờ tiến hóa thì cũng hơi khó khăn à. Rồi, battle luôn anh em ơi. My Dragon cho đấu boss luôn ạ. Boss là con gì đây? Captive Tracker. Một con boss nhìn chung nó rất là dị anh em nhỉ. Đội hình của chúng ta Flamirock, Stera Rock. Chúng ta sẽ bỏ con Flame ra này. Tại vì nó có hai hệ thì ngon hơn nhiều. Đúng không? Con kia thì nó sẽ cùi hơn này. Và tối đa sẽ được trưởng 3 Pokemon, 3 Pokemon, 3 con rồng thôi, giống như kiểu Raider City thôi. Anh nhưng mà anh em chơi trên giả lập nó hơi lag. Theo thiết nghĩ anh em chơi trên điện thoại thì nó sẽ đỡ hơn. Con này hệ lá. Hệ lá thì đây, chiều này sẽ khắc hệ này anh em. Ôi. Yếu, very effective anh em ạ. Đẹp đấy. Tap continue này. Tuyên họ thế nhỉ? Đã mệt à. Boss fight đã được mở khóa này anh em ơi, ngon. Cái năng lượng này nó mở khóa cho chúng ta những cái khu vực lân cận anh em ạ. Campaign, ở đây có phần campaign này. Đi đấu này. Chúng ta sẽ có thêm EXP và phần quà. Quá ngon luôn. Mình gần như mình không cần phải lo lắng về vấn đề là food, phước các thứ. Chỉ lo mỗi là cái đá tiến hóa anh em ạ. Chúng sẽ có hai con rồng gì đó mới đây này. Đẹp phết.
chắc cái phiên bản này phiên bản beta, phiên bản thử nghiệm anh em ạ. Nhưng mà sao cái đồ họa xong xung quanh nó nhìn trông nó khá là buồn cười à? Nhờ Prime Drop sao có hai con nhỉ? Hai chỉ đấu hai thôi anh em ạ, không được hai đấu ba. Con này sẽ super effective này anh em. Cái con hệ lửa rất là ngon nhá. Khác hệ khá nhiều một là mấy bạn kia anh em ạ. New Dragon à. Chúng ta có thêm Dragon mới à. Đó. Có một cái nó mở chưa mở khóa hay sao mà nhìn trông nó khá là kiểu Sida, khá là cùi cùi. Không sao, chúng ta đã đánh xong rồi thì về đã. Rồi thì lấy thêm cái ngọc về cái này. Cái này năng lượng để mở những cái khu mà nó bị tối anh em ạ. Tối đen ấy. Vấn đề là tiến hóa kiểu gì đây? Không biết, cái vấn đề này không biết là tiến hóa kiểu gì luôn. My Dragon này. Terra Candy. Ví dụ con này tiến hóa thì cần Volcano Candy. Cần cái candy ạ, candy lấy đâu ra? Converse. Oh, cái này khó thật, cái này là nó sẽ khó chịu hơn là nó cần cái candy anh em ạ. Cái candy tôi không biết là kiếm ở đâu ra để tiến hóa đây. Thật sự không biết kiếm đâu ra luôn. Only Wi-Fi. Qua tây. Xa đầu. Cái này là nó cấu hình nó thấp quá nên nó không đẹp ấy. Đây là tất cả bảng rồng của chúng ta luôn. Đó, mở khóa một số con nữa này. Ôi. Vua điền. Đẹp thế nhở. Cái này nó bị khóa, không xem được luôn. Cho Queen Butter nó sẽ xuất hiện ở đây anh em ạ. Hiện tại có tất cả là 99 loài rồng. Chúa là có tất cả, mình đã biết được tất cả là 8 loại thú trong này. Còn Terra Rock này. Terra Boulder. Zit Dragon nó thích con cái gì nhỉ? Terra Candy ạ. Nhưng mà không biết kiếm nó ra luôn. Đó này rất là đẹp luôn anh em nhá. Và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá.